Hiện tại giờ là đang có tuyết và như cái hôm qua mình nói là mình sẽ test hai cái Grab và Chase Sport, cho nên đây là đôi xe bus, còn đây là tuyết. Mình sẽ ra mình phá đôi xe bus xong rồi mình sẽ test cho các bạn xem. Chờ nhé. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Mình không biết nó có dơ hay không nhưng mà để xem. Như cái clip các bạn vừa mới xem hồi nãy thì mình đã phá cái đôi giày Usain của mình rồi. Và tí nữa mình sẽ test thử một trong hai cái chai rửa. Ra ngoài tí thực sự nó không có dơ gì mấy. Có phần dơ nhất ở đây là cái cây ở đây. Yeah, và cái phần vải đây rất là dơ. Và mình muốn nó dơ phần ở trên đây để cho các bạn thấy rõ hơn, cho nên là mình không biết làm sao cho nó dơ nữa, cho nên chắc nó dễ chùi nên cũng chẳng có xi nhê gì cả. Đôi này cũng vậy, đôi này cũng không có dơ gì nhiều thôi, và có một dơ nhỏ trên đây thôi chứ không có gì nhiều. Phần thì không có bị chày, chỉ là bị dơ thôi và dính một chút màu cái ván trượt của mình chiều hôm qua, cho nên mình nghĩ là đây là kẹo scam sneaker mình ăn đang dở. Hơi bằng kem, mình nghĩ mình sẽ chét không lên. Sau đó mình sẽ để cỡ 30 phút rồi sau cho các bạn xem. Mình để vô miếng cho tí mình chùi chét. Nó nhìn cũng ăn. Ok, tí nữa mình sẽ chét ra. Mình có cái khăn, mình sẽ chét nó ra. Giờ mình đã kiểu như mình đã chùi xong và đây là hậu quả, cho nên là bây giờ mình sẽ để cho nó ngấm cỡ 30 phút rồi sau đó mình sẽ trà thử cho các bạn xem. À, mình cũng sẽ làm đúng theo tất cả những gì mà trong sản phẩm có, thì giống như là crepe thì có 3 loại khăn, đồ bàn chải với lại cái chai, còn Jason thì chỉ có bàn chải cái chai thôi, cho nên là mỗi chiếc mình làm một thứ để cho các bạn so sánh thử coi sản phẩm là tốt nhất. Ok, giờ đã cũng được 45 50 phút rồi. Và tại do trời, các bạn thấy là trời đang tuyết ở ngoài, cho nên ở trong phòng mình đang rất là lạnh, cho nên là mình nghĩ mấy cái cục này nó không có tan nổi đâu, cho mình sẽ lấy nó ra. Còn mấy cái phần này thì mình nghĩ là nó từ từ ra. Yeah, phần này mình nghĩ là nó đã khô, không phải là khô nữa mà là kiểu nó thấm vô rồi, cho nên mình sẽ lấy cái này ra. Cái này cũng vậy. Ok, bây giờ mình sẽ có hai đôi bên phải và bên trái, và mình sẽ xài đôi bên trái là của Grab, còn đôi bên phải là của Chase Smart. Ok, bắt đầu thôi. Ok, thì trước tiên là các bạn sẽ cho nước vào một cái tô, mình không có tô thì mình sẽ để ngay chỗ cái bồn mình mới chạy mình. Ok, thì việc đầu tiên là thứ nhất là luôn luôn là phải lọc cỡ dây của nó ra. Và mình bắt đầu làm thôi. Rồi thì khi mà các bạn cảm thấy các bạn đã chà được sạch sẽ đôi giày thì các bạn sẽ dùng cái khăn của Crepe có sẵn trong hộp, các bạn chùi sơ qua đôi giày cho không còn bọt hay là nước gì ở trên giày cả. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng chai Jason Smart để làm cho chiếc còn lại. Ok, thì việc đầu tiên cũng là sẽ tháo dây ra rồi xong sau đó chà thôi. Ok, vì bàn chải của Jason Sport là bàn chải lông cứng, cho nên là chà mấy cái đôi ultra boost như vậy rất là khó, hoặc là mấy cái đôi da lộn rất là khó, cho nên mình đã mượn bàn chải của các người khác. Ok, theo mình đánh giá của cái chai hãng Jason thì phần vải của đôi Ultra Boost của mình nó không sạch bằng của chai Crepe. Hai phần này không biết các bạn có thể thấy hay không, nhưng mà của Crepe nó
trắng hơn, nó sáng hơn của còn cái phần case, phần boot và phần đế thì mình thấy chạ rất là sạch, kiểu như nó trắng hơn luôn. Còn của The Crab thì phần vải rất rất là sạch luôn, thơm nữa. À không, chị xem thơm hơn, nhưng mà vải nó rất là sạch, nên là theo mình nghĩ nếu mà chọn một trong hai crepe hoặc casing để làm sạch đôi giày yêu thích của bạn thì mình nghĩ các bạn nên chọn của Jason, của Crepe Protect, cái đó là hợp lý nhất. Còn của Jason Smart thì tùy người thôi, tại mình cũng có thể là do mình không biết chà hay là mình chà không có gì, tại vì mình chà rất là nhiều lần rồi nó vẫn như vậy, nó không có sạch hơn của crepe. Đây là ý kiến riêng của mình thôi, còn nếu mà ai mà phản động thì các bạn có thể sử dụng Jason bình thường. Thì ý kiến riêng của mình chạy thì mình thấy như vậy thì mình nói như vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip này và mong là các bạn sẽ ấn subscribe nha, ấn add luôn cái nút like và cái nút subscribe nha. Smash.